Diệu Huệ mến chào cô chú anh chị em và các bạn đến với kênh ẩm thực chay Huệ Hoàng Vlog, kênh chuyên chia sẻ món ăn chay ngon. Bữa nay Diệu Huệ chia sẻ món dưa leo kho tiêu kết hợp thêm một ít sườn non chay. Sau đây Diệu Huệ chia sẻ nguyên liệu và công thức kho dưa leo kho tiêu chay. Ở đây Diệu Huệ có 500 g dưa leo. Mình cắt bỏ đầu và đuôi trái dưa leo. Sau đó mình cắt đôi ra. Cắt miếng vừa ăn. Rồi mình cho hết vô cái tô. Mình nêm vô một muỗng cà phê muối ha. Trộn đều giống như kiểu mình ớp vậy đó, thêm chút đường nữa ha. Rồi mình để đây mình ớp 5 đến 10 phút ha. Rồi ở đây Diệu Huệ sử dụng thêm 2 miếng sườn non chay ngâm nở, mình rửa sạch vắt cho ráo và cắt miếng nhỏ ra để mình làm giả cái tóp mỡ chai ha. Cắt cái sườn non chai xong rồi mình bắt chảo lên cho nóng, mình cho vô một ít dầu ăn. Dầu nóng rồi mình cho cái sườn non chai vô mình chiên. Mình chiên cho cái sườn non chay vàng giòn tan luôn ha. Rồi mình tắt bếp. Mình trút cái sườn non chay ra cái rây, mình lượt dầu ăn ha. Rồi mình sử dụng lại cái chảo vừa chiên sườn non chay xong, mình cho một ít Baro vô mình phi thơm. Baro thơm rồi mình cho cái phần dưa leo hồi nãy mình ướp đường với muối vô. Mình áp chảo như thế này vài 3 phút cho dưa leo săn lại. Nãy giờ Diệu Huệ áp chảo được 3 phút, cái miếng dưa leo rám mặt lại như thế này là được ha. Mình cho vô mươi ml nước. Tùy theo cái lượng dưa leo các bạn cho nước ha. Nước xăm xắp như thế này là được. Mình nêm gia vị ha. Vì lúc nãy mình mới chỉ ớp muối với đường thôi. Giờ mình nêm vô một muỗng cà phê bột nêm chay. Chiếc mắm chay Diệu Huệ tự nấu tại nhà. Bạn nào chưa xem mà quan tâm đến công thức thì đi vào phần giới thiệu video, click vào để xem ha. 2 muỗng cà phê nước tương. 1 muỗng cà phê dầu hào chay. Bạn nào ăn bột ngọt thì cho thêm bột ngọt, các bạn có thể nêm thêm đường cho điều vị ha. Mình cho vô mấy trái ớt. Bạn nào ăn được cay thì mình cho vô một ít ớt băm á cho cay ngon ha. Mình kho dưa leo 3 đến 5 phút. Tùy theo gia đình mình thích ăn mềm rục hoặc là còn độ giòn ngon ha. Mình cắt vô ít lá bà rô cho món kho chay thơm hơn ha. Chút nữa Diệu Huệ kho món dưa leo kho tiêu với tóp mỡ chay này xong á, cô chú anh chị em và các bạn thấy Diệu Huệ chia sẻ
món dưa leo kho tiêu này ngon á, thì like share chia sẻ cho mọi người cùng xem để lan tỏa món ăn chay ha. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo video mới tiếp theo, đón xem món ăn chay mới ngon hơn mình. Món dưa leo này các bạn ớp qua muối và đường á, khi mình kho thì sẽ giữ được cái độ giòn và màu xanh đẹp ha. Rồi cái nước sền sệt lại như thế này thì mình cho cái phần sườn non chay mà mình chiên giòn để giả tóp mỡ vô ha. Rồi cuối cùng là mình rắc lên một ít tiêu xay ha. Các bạn nêm tiêu xay theo khẩu vị gia đình. Dưa leo kho tiêu với tóp mỡ chay rất là nhanh, ăn với cơm rất là bắt cơm luôn. Giờ thì Diệu Huệ múc ra dĩa ha. Các bạn thích ăn cho có nước thì mình kho chừa lại một ít nước ha. Diệu Huệ thì ăn sền sệt nên mình kho sền sệt lại như thế này. Rồi Diệu Huệ múc ra một cái dĩa dưa leo kho tiêu với tóp mỡ chay đã xong nè. Mình cắt thêm vài lát ớt lên cho món ăn nhìn hấp dẫn hơn ha. Rồi như vậy là Diệu Huệ đã chia sẻ đến cô chú anh chị em và các bạn món dưa leo kho tiêu với tóp mỡ chay đã xong. Diệu Huệ chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng kho món dưa leo kho tiêu này ăn cơm ngon miệng. Video hôm nay Diệu Huệ xin được kết thúc ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video mới tiếp theo. Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ món ăn chay ngon.